Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 17 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo tại một số địa phương, đơn vị. Huyện Tiên Lữ làm tốt công tác quản lý ao hồ, tạo cảnh quan làng quê và giữ gìn vệ sinh môi trường. Cần sớm đưa các hộ tái chế nhựa ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử ra khu tập trung. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các thành viên bàn về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải báo cáo về thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 về chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội. Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã đóng góp đưa ra những giải pháp cụ thể mục tiêu vào các dự án về giao thông, công tác lao động việc làm hộ nghèo người có công. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nêu ra một số giải pháp nội dung để các sở sớm hoàn thiện dự thảo, thực hiện nghị quyết sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về một số dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Về công tác sử dụng vốn, các danh mục dịch vụ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong công tác bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, xây nhà phải đảm bảo chính xác. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm còn 0,5%, năm 2030 không còn hộ nghèo. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Đảng bộ thành phố Hưng Yên có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 7.200 đảng viên. Từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2023, toàn thành phố đã kết nạp được 151 đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức cho 165 đồng chí. Công tác phát triển đảng viên mới được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình thủ tục giai đoạn 2023-2025. Thành ủy Hưng Yên đề ra mục tiêu cụ thể như tỷ lệ kết nạp mới đảng viên hàng năm trong giai đoạn 2023-2025 tối thiểu đạt 3% tổng số đảng viên của từng tổ chức đảng, với tổng số chỉ tiêu giao cho toàn đảng bộ là trên 220 đảng viên mới. Các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ một số kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những khó khăn bất cập, từ đó đưa ra một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên trong tình hình hiện nay. Trong đó sẽ thực hiện rà soát đối tượng đã được bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, thu hút đông đảo đoàn viên hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh vừa phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 264 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đối tượng 4 năm 2013. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ học tập nghiên cứu các nội dung, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở địa phương hiện nay. Những nội dung nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân. Qua phong trào đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện mô hình dân vận khéo trong thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh do Sở Y tế phát động, thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhân viên y tế, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, bổ sung thêm giường bệnh, đồng thời tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp tại mỗi khoa phòng. Cùng với đó là việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh qua nhiều kênh thông tin. Tôi vào đây được 4 ngày rồi, thấy các bác sĩ ở đây rất là
nhiệt tình, chu đáo chăm sóc hai mẹ con. Ngày nào cũng có bác sĩ đến hỏi thăm xem tình hình hai mẹ con thế nào. Thái độ phục vụ rất là tốt, cơ sở vật chất các thứ cũng rất ổn, cảm thấy rất yên tâm. Trong những năm vừa qua, bệnh viện luôn luôn nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, thường xuyên chuyển giao các quy trình kỹ thuật mới từ tuyến trung ương, thường xuyên khảo sát lấy ý kiến của người bệnh, của nhân viên y tế trên cơ sở là tôn trọng cũng như là nghe. Cùng với đó thì bệnh viện tiếp tục triển khai sâu rộng cái quyết định 2151 của Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã huy động được người dân hiến cho 1.000 m2, bao gồm đất thổ cư và đất tôn giáo để làm đường trục chính của thôn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành của thôn còn huy động được hàng tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, con em xa quê để xây dựng cổng làng. Khi được tổ dân vận của thôn đến vận động nhân dân hiến đất mở đường, thì nhân dân chúng tôi mà rất ủng hộ, mà gia đình nhà tôi đây thậm chí còn phải đập cả cái nhà này đi. Hiến vào như thế là 1m2 đất, thế mà chiều ngang là 25m. Thời gian qua, Hưng Yên đã xây dựng và duy trì được trên 1.500 mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo đã khơi dậy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên và tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân trong kiến thiết xây dựng quê hương. Thời gian qua, bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân trong hình thành thói quen phân loại xử lý rác thải tại nguồn, việc thực hiện công tác này tại huyện Kim Động đã có nhiều chuyển biến tích cực bởi người dân đã tự áp dụng và sáng tạo trong cách làm để phân loại rác, không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của địa phương. Tự ủ men vi sinh tại nhà để xử lý rác thải, không trông chờ việc cấp phát chế phẩm của xã. Bà Lanh và cả gia đình đã quen thuộc với việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, vừa giảm thiểu rác thải, vừa có thêm lượng phân bón hữu cơ cho cây xanh trong vườn nhà. Vì thế, dù gia đình có đến 7 thành viên, nhưng lượng rác thải vô cơ phải thu gom rất hạn chế. Rác thải cho hết tất cả vào trong một cái thùng, thế cho nên phân loại thì tôi coi là cho ra cây cối hết. Thế còn những cái giấy bóng thì cái hàng tuần là các bác ấy là ở tổ môi trường, là chở đi là chúng tôi là coi là chỉ có độ 1-2 túi thôi. Ở xã Hiệp Cường, những gia đình như bà Lanh không phải hiếm gặp. Sự vào cuộc sát sao của cán bộ địa phương, các hội đoàn thể, đặc biệt là chi hội phụ nữ thôn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra đến từng hộ gia đình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua kiểm tra thực tế, đến đầu năm 2023, toàn xã đã có khoảng 1.800 trên 2.600 hộ dân đang thực hiện hiệu quả việc phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Chúng tôi mở rất nhiều các lớp tập huấn để chia sẻ, tuyên truyền đến bà con, hướng dẫn bà con trong thôn thì cái hiệu quả đem lại nó cũng rất là tích cực. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, huyện Kim Động đã ban hành nhiều kế hoạch văn bản chỉ đạo các địa phương và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng cán bộ chuyên môn tích cực kiểm tra, đánh giá, rà soát và rút kinh nghiệm từ thực tế, kịp thời khắc phục tồn tại ở một số địa phương về việc sử dụng không hiệu quả thùng phân loại, chế phẩm bỏ không hoặc sử dụng không thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương như Đức Hợp, Chính Nghĩa, Hiệp Cường, Hùng An. Đến nay, toàn huyện Kim Động có trên 28.200 hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác tại nguồn bằng nhiều hình thức như đào lấp hố rác, phân loại bằng thùng qua chế phẩm sinh học hoặc tự ủ men vi sinh bản địa IMO. Chúng tôi tiếp tục là xây dựng các tài liệu hướng dẫn để tập huấn và phối hợp với cả hội phụ nữ huyện để triển khai thực hiện cái việc là tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cách xử lý đối với các hộ dân cá nhân trên địa bàn các xã thị trấn. Đối với hộ mà có khả năng xử lý được, chúng tôi sẽ không thu gom đến các trường hợp đấy. Trong khi nhiều địa phương gặp khó vì việc ùn ứ rác thải tại các bãi rác trung chuyển, tập kết, thì trong vòng hơn một năm trở lại đây, tình trạng này ở huyện Kim Động đã được giảm rõ rệt từ hiệu quả của việc tạo thói quen phân loại, xử lý rác ngay tại nguồn của mỗi người dân, hộ gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí thân thiện môi trường, thông qua việc gìn giữ các ao hồ điều tiết không khí và chống úng, đồng thời làm cho diện mạo làng quê tươi đẹp hơn. Hồ Đa Quang, rộng trên 9.300 m², thuộc thôn Đa Quang, xã Dị Chế, được triển khai xây dựng với quy mô công trình trên 3 tỷ đồng, đang trong thời gian hoàn thiện. Mặc dù chưa được xây dựng xong, nhưng việc hoàn thành vỉa hè và lan can an toàn bảo vệ xung quanh hồ đã tạo ra sân chơi cho thiếu nhi và người lớn tuổi trong thôn. Hồ Điềm Tây, xã Bình Phượng không chỉ tạo cảnh quan cho môi trường giáo dục bởi hồ nằm sát trường tiểu học của xã mà còn có tác dụng bảo vệ đường chống úng cho các khu vực xung quanh. Theo quan điểm tôi thì khi mưa đến thì nó để chứa nước. Thứ hai nữa là điều hòa không khí cho thôn xóm. Nó làm đẹp làng, đẹp xã. Huyện Tiên Lữ hiện có 47 ao hồ nằm trong danh sách bảo tồn và gìn giữ. Xã có nhiều ao hồ nhất là Minh Phượng với 9 ao hồ. Xã có ao hồ rộng nhất là Thụy Lôi với diện tích đầm bến rộng trên 3 hectare. Xã có nhiều ao hồ đẹp nhất là xã Hai Triều. Bên cạnh lợi ích điều hòa không khí, dự trữ nước chống úng cục bộ, thì các hồ ao còn được một số địa phương của huyện cải tạo thành nơi tập bơi cho thanh thiếu niên. Có trên 30% số hồ được cải tạo với thiết kế đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh bóng mát và đèn chiếu sáng ban đêm, tạo sân chơi nghỉ dưỡng sau ngày làm việc cho nhân dân địa phương. Thực hiện quyết định 1421 ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban tỉnh Hưng Yên về việc bảo tồn các ao hồ, Ủy ban huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tu bổ tôn tạo các ao hồ ở trên địa bàn, đặc biệt là các khu trung tâm, các khu dân cư để giữ được cảnh quan. Việc gìn giữ, xây dựng, cải tạo để mỗi ngày có thêm các ao hồ, phát huy công năng vốn có của nó, không chỉ cần chính quyền quan tâm đầu tư mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân đang sinh sống cạnh ao hồ. Đây chính là yếu tố cốt lõi để các thế hệ được hưởng nguồn không khí và cảnh quan do các ao hồ tạo nên cho những khu dân cư nông thôn mới trong tương lai. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng qua tại thành phố Hưng Yên, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 102B, Sư đoàn 308B, nay là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338, tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm ngày Trung đoàn hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Lào 15 tháng 5 năm 1973, 15 tháng 5 năm 2023. Các đại biểu cùng các cựu chiến binh Trung đoàn 102B đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang hào hùng qua các thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Lào. Trải qua 51 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của đội Cụ Hồ, đoàn kết gắn bó, giữ vững truyền thống kiên cường bất khuất. Với hơn 300 hội viên, trong đó tỉnh Hưng Yên có 11 hội viên, những năm qua, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 102B luôn nêu cao tinh thần đồng đội, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trung đoàn 102B anh hùng. Về thôn Hòa Bình Hạ, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, người dân luôn nhắc đến ông Đoàn Thanh Sơn, bí thư chi bộ, trưởng thôn với sự tin tưởng, yêu mến và kính trọng. Bởi ông luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ cơ sở đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nhiệt tình giúp đỡ những người dân còn khó khăn trong thôn. Con đường nhà bà Liên trước kia nhỏ hẹp lại vào khúc cua nên thường xuyên xảy ra va chạm khi tham gia giao thông. Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, được sự vận động của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự nhiệt tình trách nhiệm của ông Sơn, bà đã tình nguyện hiến hơn 30 mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường. Ông ấy là người mà bỏ công sức nhiều nhất, vận động nhân dân rồi đến từng nhà trao đổi, cũng có lúc ông gặp riêng chứ không cứ gì có cả ban vận động, thay đổi cái bộ mặt của thôn Hòa Bình Hạ rất là nhiều. Nhân dân cũng rất là tin tưởng vào cái công việc của ông ấy làm và cũng là thấy được cái việc làm đấy nó có lợi ích cho cả cộng đồng. Bà Hiền là một trong 5 người nằm trong tổ người nghèo cô đơn không được nương tựa của thôn Hòa Bình Hạ, Sông Sơn thành lập với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ họ có thêm thu nhập từ việc quét dọn đường làng ngõ xóm. Sống trong căn nhà lụt sụp, chồng và con đã mất được 20 năm nay, nguồn thu nhập tuy chỉ vài trăm nghìn một tháng từ công việc này cũng giúp bà Hiền trang trải phần nào trong cuộc sống. Phấn khởi, được người giúp đỡ này không phấn khởi nữa.
xung phong vào chiến trường miền Nam và tham gia chiến đấu tại Campuchia, hòa bình lập lại. Ông về làm giáo viên trường T6 thông tin của Bộ Công an. Nghỉ hưu năm 1991, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị công tác tại địa phương như Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Phó trưởng Công an xã. Năm 2022, ông được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hòa Bình Hạ. Với gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, ông Sơn luôn phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Hơn một năm qua, ông đã huy động sự ủng hộ đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới như xây dựng cổng làng, hiến đất làm nhiều đường giao thông nông thôn nội đồng. Đặc biệt, bản thân ông đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng hiến hàng chục mét vuông đất để xây dựng đường làng, cổng làng khang trang, mua sắm thiết bị nhà văn hóa của thôn. Quan tâm đặc biệt đến chi hội phụ nữ, cổ động và động viên tôi trực tiếp về tinh thần và về vật chất. Nên chúng tôi đã vượt qua, bây giờ là chi hội phụ nữ cũng là mạnh nhất trong với toàn xã. Trong quá trình thực hiện chương trình về đích nông thôn mới kiểu mẫu thì bản thân đồng chí Sơn là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, phát động được nhiều chương trình cũng như là nhiều hoạt động trên địa bàn thôn Hòa Bình Hạ, như hiến đất làm đường, xây dựng các khuôn viên, cũng như là các đồng chí cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các phong trào hoạt động thể dục thể động thể thao. Đảng ủy ban cũng xác định là sẽ nhân rộng cái mô hình cũng như là nhân tố này để triển khai rộng rãi hơn trên địa bàn toàn xã. Thưa quý vị và các bạn, dù không còn được công nhận là làng nghề từ năm 2019, tuy nhiên các hộ kinh doanh sản xuất ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vẫn hoạt động bình thường, thậm chí quy mô còn lớn hơn. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp về môi trường sống của người dân ngày càng tăng cao hơn. Ôn, khói bụi, mùi khét nồng nặc là tất cả những thứ mà người dân tổ dân phố Phan Bôi phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua. Anh phải sống chung với ô nhiễm thôi. Cả cái khói bụi ở trên trời rồi là đêm người ta tạo hạt thì nói chung nó vẫn mùi rất khó chịu. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe, cả nguồn nước. Làm sao bây giờ quy hoạch vào một khu xa dân ra thì điều kiện nó không ảnh hưởng. Không chỉ có người dân phố Phan Bôi, ngay cả tổ dân phố mới ở cạnh đó cũng không tránh khỏi. Thấy bẩn thì cũng mùi, có nghĩa là nó khét, nó khó, có nghĩa là không thể tả được, có nghĩa là không thể chịu được. Tức ngực, khó thở, chúng tôi cứ phải đóng cửa suốt thôi, không dám mở cửa. Cuộc sống nó rất khổ, nhiều hôm mưa cũng như nắng, coi như nước dành vào trước cửa nhà mà không đi được, mùi hôi thối nó ô uế lắm. Em mong muốn làm sao chỉ cho sạch sẽ được dân ở, đỡ vất vả, đỡ khổ. Phế liệu sau khi được thu gom về, được phân loại, sau đó rửa, đưa vào máy xay nghiền và tạo ra các hạt nhựa. Quá trình này không chỉ tạo ra tiếng ồn lớn mà còn khói bụi bẩn và nước ô nhiễm xả ra môi trường. Hầu hết các hộ đều xây dựng nhà xưởng trên đất tự mua, vì thế rất khó di chuyển đi nơi khác do đều nằm trong khu dân cư, xen kẽ với các hộ không làm nghề, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Khi phóng viên xuất hiện, họ đều đóng cửa xưởng tránh tiếp xúc. Đất chị đây chị làm, tất cả xóm người ta không làm thì làm gì có ai hàng xóm người ta nói năng gì đâu mà không đi. Bác bảo rằng là đi ra ngoài thì lấy đâu ra đủ tiền để thuê đất để làm nghề được. Tổ dân phố Phan Bôi hiện đang có 117 hộ buôn bán sơ tái chế hạt nhựa, trong đó có 11 hộ sản xuất tạo hạt nhựa, 75 hộ xay nhựa phế thải, còn lại là các hộ thu mua phân loại phế liệu. Tuy nhiên, chỉ có 7 hộ là mô hình doanh nghiệp, 10 hộ có giấy phép kinh doanh, còn lại đều là tự phát. Hơn nữa, địa phương này cũng đã không còn khu mặt bằng phù hợp cho việc này. Đưa các cái hộ sản xuất kinh doanh cái nghề tái chế nhựa ra khỏi khu dân cư thì phường cũng gặp rất nhiều khó khăn do cái quỹ đất hiện tại của phường là không còn. Một số người dân ở trên khu vực tổ dân phố Phan Bôi đã nhiều năm làm cái nghề tái chế rác thải nhựa. Thứ hai nữa là đây là một cái sinh kế của bà con. Tuy nhiên thì với cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và từng bước giải quyết trong thời gian tới. Trong cái khi mà chưa xử lý dứt điểm được, phường sẽ có những cái hoạt động kiểm tra rồi tuyên truyền để từng bước khắc phục. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 2826 thu hồi bằng công nhận làng nghề tái chế phế liệu, làm cơ sở để các hộ sản xuất kinh doanh dần di chuyển ra khỏi khu dân cư, chấm dứt tình trạng ô nhiễm. Đây cũng đang là niềm mong mỏi từng ngày, từng giờ của người dân nơi đây,
Vì vậy, chính quyền các cấp cần sớm có giải pháp hợp lý để vừa đảm bảo cho người dân có nghề sinh nhai, vừa đáp ứng mong mỏi trở lại môi trường trong sạch cho người dân.